Đây là cổ phiếu của xe VinFast cuối phiên ngày 16 đây tháng 4 năm 2024 giảm 19 sen, tức là 5.8%. Bây giờ giá hiện tại ngày hôm nay chỉ còn có 3 đồng 7 sen. Chị Lê xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh của chị Lê. Bữa nay là ngày thứ ba, sáng thứ ba cho các bạn. Ngày 16 tây tháng 4 năm 2024. Thì đây là sáng ngày thứ ba ở mình hiện giờ đang ở phố Tàu, khu Chinatown ở Manhattan các bạn. Thì bây giờ mình đang đậu xe trên con đường Christie Street. Thì trước mình đó là con đường Grand Street. Thì con đường Grand Street đó các bạn có thể đi xe lửa tới tới con đường Grand Street, đổ bộ ra cái trạm Grand Street xe đi á, thì các bạn đổ bộ ra đường Canal Street là cái khu phố Tàu. Và chỗ này rất là đông người và những dân du lịch cũng đi ngang qua đây rất là nhiều và có nhiều quán hàng ăn. Đó thì bữa nay Chí Lê muốn chia sẻ cho các bạn về vấn đề thị trường chứng khoán của nước Mỹ. Đây là thị trường chứng khoán tại thành phố New York nha. Thì ở đây thì Chí Lê thường theo dõi cái thị trường chứng khoán này mỗi ngày đó. Thì tiên đoán trong khoảng thời gian kế tiếp á, thì người ta nói rằng là thị trường chứng khoán có thể có một cái correction từ 10 đến cho đến 15%, tức là 10 đến 15% nó sẽ downtrend nha các bạn. Thì đó là cái lời chia sẻ của Chi Lê bữa nay. Thì tại sao Chi Lê biết cái phần này? Tại vì Chi Lê có xem qua một cái tạp chí của Mỹ á, có vài cái analyst nói vậy các bạn. Lý do là gì các bạn? Thì thị trường chứng khoán đã lên rất là nhiều trong tháng 1, 2 tháng nay. Và bây giờ đang có chiến tranh ở bên Trung Đông đó, rồi ở bên Ukraine. Rồi sự lạm phát thì nó hơi giảm một chút, xuống một chút, hơi lạm phát lên một chút. Rồi thay vì 3.8 nhưng mà lên thành 3.9, nó mới báo cáo tuần vừa rồi đó, lên một chút thôi. Nhưng mà cái retail sale thì nó cao, lên được cao. Đó thì đó là có một cái việc vui cho những người buôn bán lẻ. Retail sale thì nó lên. Và cái lạm phát thì nó lên được chút. Cho nên bây giờ là thị trường chứng khoán đã lên rất là nhiều và nó có khả năng rớt xuống khoảng 10%. Đó họ nói rằng là correction là khoảng 10 tới 15% các bạn. Thì Chi Lê bữa nay tiếp tục chia sẻ về vấn đề thì cổ phần của xe VinFast ngày hôm qua nó rớt khoảng thâm hụt cái support level là 3.3 đồng 40 sen. Nó rớt xuống thê thảm các bạn, qua rớt là còn có 3 đồng 20 mấy sen thôi, nhưng mà bữa nay tiếp tục rớt các bạn. Đây cho các bạn xem, bây giờ hiện giờ là thời gian lúc này là khoảng 11 giờ 15 phút. Hey đó, các bạn thấy không, em cho các bạn xem nè, 11 giờ 15 phút nha. Coi. Đây cho các bạn xem lại. Đó. Nó rớt hiện giờ là rớt không bao giờ lên trở lại một chút rồi, rớt có 5 sen thôi, bây giờ là 3 đồng 21 sen các bạn. Đó là 11 giờ 15 phút sáng nay, thì khoảng vài tiếng nữa nó sẽ đóng cửa, không biết cái lúc đó là cái giá là bao nhiêu. Nhưng mà xin mời các bạn xem một cái article của xe VinFast ngày qua nó có ra các bạn, một cái article. Thôi các bạn, đó là cái giá cổ phiếu của xe VinFast bữa nay là chỉ còn có 3 đồng mấy sen thôi. Thì cái video trước đó chị Lê đã chia sẻ đó các bạn, thì mình nói rằng là các bạn hãy cẩn thận, nó sẽ rớt xuống dưới cái giá support level của Chile đã đưa ra là 3 đồng 40 sen và nó đã qua cái đâm thủng qua cái giá này rồi. Ngày hôm qua nó còn có 3 đồng 25 sen thôi, bữa nay nó tiếp tục xuống nữa. Thì các bạn hãy nên cẩn thận trong khoảng thời gian kế là nó có thể dưới 3 đô một xe đó. Thì như nãy mình nói á, là thị trường chứng khoán có thể bị rớt xuống 10%, từ 10 cho tới 15% trong khoảng thời gian kế tiếp. Tại vì chiến tranh ở bên Trung Đông á, Israel lại Ukraine các bạn. Ukraine đã không phải Israel nè, rồi Iran đã tấn công Israel cách đây cái hôm bữa chủ nhật vừa rồi đó.
Họ tấn công rất là nhiều quả đạn rocket, cruiser, missile và những cái drone đó vào đất nước của Israel. Thì bây giờ khoảng thời gian kế tiếp không biết cái nước Do Thái nó có phản ứng gì không. Nhưng mà theo họ nói rằng là họ đang họp gì các bạn. Rồi Tổng thống Joe Biden cũng mong ước rằng là Israel không nên làm gì á. Tại vì Do Thái, tức là Israel các bạn, đã tấn công người ta trước, đã làm mà mất mạng ba tướng lãnh cao cấp của Iran, cho nên Iran nó trả thù trở lại đó. Đó, bây giờ mình nghe người ta nói vậy, bây giờ không biết sao cái có thể chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra đó. Thì theo cái lời tiên đoán của một số analyst á, là thị trường chứng khoán có thể rớt 10-15% đó các bạn. Thì sau đây Chile chia sẻ cho các bạn một cái article của Sevenfast kèm qua ra sau các bạn. Đó là cái để mình coi nha. Đây là article của cổ phiếu xe VinFast ngày qua, họ thông báo rồi bạn. Đó, VinFast là sẽ tham dự cái auto show ở bên Toronto, Canada các bạn, vào ngày 19 cho tới ngày 21 tây tháng 5. Ê, 19 21 tây tháng 4 này chứ. Để mình đọc nha các bạn. Đây. Em cho các bạn xem lại. Hey, các bạn có thể vào xem cái article này nha. Thì để mình đọc nha các bạn. Là họ sẽ có một cái auto show. Cái auto show ở bên Toronto đó, ngày 19 cho tới ngày 21 tháng 4 năm 2024, tức là năm nay nè. Thì cái auto show này có VinFast sẽ có mặt ở trong cái auto show này. Mà không biết họ bán có được hay không, nhưng mà họ tham dự cái auto show đó thì họ sẽ giới thiệu cái xe VFA và VFA đó. Để mình coi cái kính này coi thấy rõ không. Không thấy rõ, đã đeo kính mát vô thì nó không thấy hết trơn luôn. Ok, đây. Thì họ nói rằng là VinFast sẽ tại một cái địa điểm, cái booth number là 580 ở Montreal Olympic Stadium. Thì cái stadium, Olympic Stadium này chắc là bự, cho nên họ nói rằng là VinFast sẽ trụ tại cái location gọi là 580 đó. Và họ sẽ giới thiệu cái hai cái model của xe điện là VFA và VFA. Thì họ nói rằng là VFA bạn, cái full size á, tức là cái size cỡ bự á, thì nó gọi là một loại luxury SUV 402 horsepower. Và cái EPA của nó là khoảng 531 km. Và cái dimension á, dimension của nó là cái cỡ của nó, cái thước của nó là 5118 nhân cho 2254 nhân cho 1696 mm, tức là cái size của nó, mà không biết cái dịch qua cái đơn vị của in là bao nhiêu, mình không biết là fit là bao nhiêu á, mình các bạn hãy đổi ra nha. Thì họ nói chung chung là xài cái kích thước Việt Nam. Loại full size thì 7 chỗ ngồi và loại hoặc là 6 chỗ ngồi đó. Thì cái article này nó đưa ra cũng chắc là ngắn luôn chứ không có dài gì mấy. Hey, rất là ngắn các bạn. Họ không nói thêm về chi tiết gì mấy. Nhưng mà họ sẽ có một cái auto show ngày 19 cho tới ngày 21 thì tháng 4. Tức là hình như là cuối tuần này nữa các bạn. Thứ 7 chủ nhật gì đó. Đó. Thì trong khoảng thời gian kế tiếp thì mình không biết là xe VinFast có bán được hay không, nhưng mà họ sẽ có một cái auto show ở bên Toronto, Canada đó. Và họ cũng đã hứa hẹn rằng là họ sẽ xây những cái nhà máy sản xuất xe ở bên Ấn Độ nè, bên Indo nè, rồi ở bên South Carolina, North Carolina chứ. Và không biết họ làm được hay không, mà công ty lỗ lãi rất là nhiều. Bây giờ là cổ phiếu nó chạm gần tới cái đáy 3 đồng một cổ phần rồi bạn, còn có hai, còn có 3 đồng nè. Nãy mình thấy còn có 3 đồng lẻ 3 cent thôi, cái thấp, cái số thấp nhất bên đây đó.
3 đồng lẻ 3 sen. Có thể để mình coi cái volume nha. Okay, cái volume là bao nhiêu? Một số ngày gần đây thì volume nó rất là thấp các bạn, nhưng mà trong khoảng thời gian này á, thị trường chứng khoán nó đang dao động rất là nhiều, cho nên cái volume nó pick up. Bữa nay á, hiện giờ hiện thời điểm này á, là 11 giờ 25 phút sáng, cái volume của nó là 1.120.000 cổ phiếu, 1.120.000 cổ phiếu mua và bán các bạn, mua và bán á. Thì hiện giờ là cái giá thị trường của SavingFast hiện giờ tổng số giá trị chỉ còn có 5 tỷ 6 đô la thôi. 5 tỷ 6 đô la. Quá thấp. Quá thấp các bạn. Đó. Thì bữa nay là nó cái giá thấp nhất là 3 đồng lẻ 3 sen và cái giá cao nhất là 3 đồng 27 sen. Thì lúc sáng này nó có lên một chút mà bây giờ nó xuống. Khi mà nó mở được khoảng nửa tiếng nó xuống còn có 3 đồng lẻ 3 sen. Và bây giờ nó lên trở lại, hiện giờ là 3 đồng, đây coi. Ồ, lên trở lại nè, 3 đồng 25 sen các bạn. Đó là khoảng thời gian này là 11 giờ 26 phút. Đó các bạn, hãy chờ đợi cuối phiên coi cái cổ phiếu của SavingFast nó có lên trở lại hay không. Nhưng mà thời gian kế á, mình nghe người ta nói á, rằng là thị trường chứng khoán sẽ rớt xuống 10%. Từ 10 cho tới 15%, tại vì chiến tranh ở bên Trung Đông, tức là Iran nè, Israel nè, Ukraine nè, Nga nè, rồi mấy cái nước khác chuẩn bị nếu mà có cuộc chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra. Đó, và Mỹ cũng không dám nhúng tay vào đâu, nhưng mà nghe nói rằng là Mỹ sẽ trợ giúp cho Israel. Nếu mà Israel bị tấn công thì Mỹ sẽ trợ giúp về đạn dược hay gì đó. Nếu mà Mỹ đưa quân vào Ukraine là hoặc là ở bên Iran thì có thể là chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra các bạn. Nhưng mà mình nghĩ rằng là Mỹ không có ngu dại làm vậy đâu. Tại vì nếu mà làm vậy thì các nước khác, các nước đồng minh của Putin nó sẽ nhảy vào, thì chiến tranh thế giới thứ ba sẽ xảy ra. Đó các bạn. Thì đây là cái lời cảnh báo của Chile cho tất cả các bạn mà đang đầu tư chứng khoán thì hãy nên cẩn thận. Thời gian kế tiếp thị trường chứng khoán rất là dao động nhiều lắm, mà cũng là cái thời điểm những công ty sẽ report cái earning cho cái quý 1 của đầu năm 2024 này các bạn. Tức là cuối tháng 3 là đã xong hết rồi, bây giờ thời điểm này là những công ty bắt đầu tuyên bố cái quý mà vừa qua đã họ kiếm được bao nhiêu, lỗ nhiêu, lời bao nhiêu. Đó các bạn. Ok, đó là cái sự chia sẻ của Chile một cách ngắn gọn. Và mình hy vọng các bạn hãy chia sẻ như nút like nếu các bạn thấy video này thú vị và hữu ích. Ok các bạn, Chile xin tạm dừng video ở đây. Các bạn thấy video này hấp dẫn và thú vị hãy chia sẻ như nút like ủng hộ cho kênh của Chile. Chile xin chào tạm biệt tất cả các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn vào những video hấp dẫn kế tiếp. Chile TV, bye bye. Thì bây giờ là Chile ở ngoài Chinatown đang đợi đi Chile đi làm việc làm giấy tờ hồ sơ, rất là bận rộn, và Chile cũng đang chuẩn bị đi có một cái cuộc du lịch dài hơn một tháng ở nước ngoài, ở bên Miến Điện các bạn, cho nên Chile đi làm giấy tờ một Chile không có rảnh nhiều cho nó. Các bạn thì đây là cái vùng Chinatown, các bạn nào mà muốn tới Chinatown chơi thì đổ cái trạm Grand Street xe đi, tức là xe đi các bạn, tiếng Mỹ gọi là xe đi. Thì khi mà nghe nói là anh Quyền với lại Hội Chung có gặp nhau ở bên New York này rồi, hiện giờ anh Quyền chắc ở bên Queens. Nếu mà anh Quyền hoặc là Hội Chung muốn tới Chinatown chơi thì lấy xe đi, đổi xe đi từ cái trạm Grand Street, từ cái trạm Grand Central, sau khi bạn lấy cái xe số 7 tới cái trạm Grand Central, đổ qua trạm xe đi, đi xuống Downtown và tới cái đổ tới cái trạm Grand Street này nè, đổ trạm ra rồi đi bộ ra cái đường Canal Street đó, là cái khu Chinatown đó. Đấy, mình cho các bạn xem nha, đằng trước đây nè các bạn. Đấy, đằng trước mình là cái trạm xuất quầy nằm đây các bạn, trạm xuất quầy nằm bên kia luôn. Trạm này gọi là trạm Grand Street đó, các bạn thấy chữ là Grand Street nè. Đó, các bạn đổ trạm rồi các bạn đi về phía tay trái bên đây. Qua phía bên này là Canal Street các bạn. Thì khi các bạn ra Canal Street đó là cái khu Chinatown.
chỗ này cũng là khu Chinatown thao luôn nè, nhưng mà mình ngay chỗ cái chỗ đậu xe đó. Đó, đó, đây là cái phạt nè, bên đây là cái phạt nè, người ta vô đây người ta đã chơi cờ tướng gì đó rất là nhiều luôn, cờ tướng đó. Cái phạt này gọi là phạt không biết tập phạt gì bên rồi biết tên gì. Ok, chúc các bạn vui vẻ, bye bye.